Cũng trong sáng nay, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng Viên Say Phong Ma Chênh và Phu Nhân đã đến thăm chào tạm biệt lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố, dân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân tiếp đoàn. Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viên Say Phong Ma Chênh cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ nhiệt tình của Hội đồng Nhân dân thành phố đối với Tổng lãnh sự Quán Lào tại Đà Nẵng, cũng như đối với nhân dân các bộ tộc Lào anh em trong những năm qua, đặc biệt là trong hơn 2 năm phòng chống dịch Covid-19 điều đó đã chứng minh trong tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững ông viên sai phong ma chanh đánh giá cao sự phát triển của đà nẵng một thành phố trẻ hiện đại và năng động đồng thời khẳng định dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực hết sức nhằm góp phần thắt chặt quan hệ giữa đà nẵng và các địa phương lào phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cao thị huyền trân chúc mừng ông viên sai phong ma chanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp tích cực của tập thể lãnh đạo, nhân viên, tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng trong suốt nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định, Ngài Tổng lãnh sự đã góp phần gìn giữ và gắn kết tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước Việt Lào nói chung, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy giao lưu văn hóa nhân dân ngày càng phát triển bền vững.